Rồi tiếp sau đây thì cho anh em xem coi bên trong mấy ruộng mấy con men rồi gao anh em ha. Thì em có tổng cộng là 8 con. Tháo ra anh em ha. Thì anh nào còn mua lô này thì coi hình đây ha, em cũng bán luôn nha. Thì trường hợp này chưa chốt xong nha anh em. Thì anh em nào có làm lô được thì liên hệ mấy con men đẩy cờ gao này nha. Cờ gao này 3.600 anh em, 3.600 hàng Mỹ nha. Nó cờ gao thì miễn bàn rồi, nó thuộc gọi là hàng hàng VIP, hàng mắc tiền anh em. Nói chung tiền nào của đó ha, cho anh em xem về chiêm ngưỡng bên trong nó một cái ha, tháo lần như con này cho anh em coi rất lạ. Nói chung em này tháo cho khách coi mua nha anh em, chứ không phải mà mình tháo là mình đăng cái này chắc xỉu luôn quá, gấp tôi xỉu luôn á. Hiểu cho anh em coi ha. Thì tất cả là một thứ nha anh em, đây nè. Cho anh em coi cái hình model nó này ha. Đây, gao nè. À, Amarau nè, 3.600 VZ ha. Đó này, 3.600 VZ ha. Đó, 3.600 VZ ha nè. Đó, 3.600 VZ ha. 3.600 VZ ha. Đó, 3.600 VZ ha. Rồi. Đó, anh em thấy chưa? Hàng đẹp nha anh em, hàng đẹp nha. Nói chung hàng đẹp, anh em cứ coi đi ha. Hàng chất nha anh em. Rồi, anh em nào nhu cầu cần liên hệ mấy con mình đẩy này nha. Đó, đẹp nha anh em. Này là hút sau nha em, này là phần bên trong ha. Em tháo ra từng con đó. Rồi em kết thúc thì anh em nào thật sự có làm mua về bán lại á, mua men đẩy lo đài này kia ha, lo ha. Thì nói chung cứ liên hệ vào cái số điện thoại kênh cho anh em ha. Bên em chuyên làm đồ vải nha, đồ vải Nhật nha, Nhật Mỹ. Thì anh em nào có nhu cầu cứ cần liên hệ đi. Thì cũng cần mua bán lại này, là mua xài hay là gì đó, cứ liên hệ bên em. Cái nào có thì em sẽ chào bán. Thì giá thì em sẽ đưa anh em giá nào hợp lý anh em cứ mua ha. Nói chung bên em buôn bán cái thoải mái, anh em cứ mua vô tư, hỏi nói gì hết em cứ làm vô tư, anh em cứ yên tâm ha, cứ xài vô tư thôi anh em ha, hỏi nói hết. Rồi anh em nào nhu cầu cần liên hệ, và em cũng kết thúc video ha. Hẹn anh em những video kế tiếp nha anh em. Xin chào em nha.